Kính thưa quý vị, san hô Việt Nam bị khai thác tận diệt. Báo Dân Trí cho biết rằng san hô dọc thềm bờ biển Việt Nam đã bị khai thác đến mức cạn kiệt, có nguy cơ biến mất hoàn toàn. Báo này dẫn thống kê của các đơn vị bảo tồn sinh vật biển nói rằng san hô Việt Nam đang bị suy thoái trầm trọng về số lượng lẫn phẩm chất. Còn số thống kê cho thấy chỉ còn 1% trong số 1.300 km vuông san hô dọc bờ biển Việt Nam được cho là đang trong tình trạng rất tốt, trong khi đó có đến 31% được nhận xét là nghèo. Cũng theo báo Dân Trí, có đến 96% rạn san hô khắp vùng biển Việt Nam đang gánh chịu sự tác động tiêu cực vì hoạt động khai thác tấp nập của con người, có nguy cơ bị hủy diệt. Một tài liệu điều tra nói rằng, tại Đà Nẵng, ngư dân địa phương đã dùng đủ loại lưới câu hái các rạn san hô ở khu vực phía nam bán đảo Sơn Trà, khiến toàn rạn san hô ở khu vực này có nguy cơ biến mất. Tại vùng biển Khánh Hòa, Bà Rịa, Vũng Tàu, người ta còn dùng tất cả các loại phương tiện cơ giới như máy đào, máy xúc để lấy san hô, sau đó tự tiện dùng xe hơi chở đi. Cũng theo phúc trình trên, tính trung bình mỗi năm có hơn 50 tấn san hô bị biến mất vì hoạt động kinh doanh khai thác tại Việt Nam. Đó là chưa kể việc khai thác lấy đi cả loại san hô đen quý tại các vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ninh, Hải Bình, Quảng Trị và Quảng Bình. Theo một số chuyên viên môi trường thế giới, toàn bộ san hô tại vùng biển Việt Nam sẽ biến mất hẳn trong vòng 20 năm tới nếu tiếp tục bị khai thác ở tốc độ cấp tập như hiện nay. Nhiều tài liệu trước đó cho biết, ở Việt Nam có đến 340 loài san hô trong tổng số 800 loài san hô khắp hành tinh hiện diện tại các vùng biển từ miền Bắc kéo dài đến miền Nam của Việt Nam. Các đơn vị bảo tồn sinh vật biển Việt Nam xác nhận rằng Việt Nam là một trong những quốc gia sở hữu nhiều loài san hô biển nhất trên thế giới. Thế nhưng, vai trò quyết định của loài san hô đối với sự phát triển bền vững hệ sinh thái quốc gia đã không được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam coi trọng để bảo tồn.